Vâng, xin chào quý anh chị theo dõi buổi quay phát trực tiếp của đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green. Hôm nay đơn vị nhà đẹp Green đến khảo sát hiện trạng đất cũng như là tư vấn thiết kế cho gia đình nhà anh Nguyễn Văn Lộc, địa chỉ ở thôn Hà Mỹ, xã Chu Điện, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Ở đây chúng tôi đã thiết kế cho ba gia đình rồi. Thì cũng rất cảm ơn chỗ anh Định như là chú Chiến và chú Phương tin tưởng nhà đẹp Green và cũng đã có cái giới thiệu cho anh em họ hàng cũng như là hàng xóm đến công ty thiết kế nhà đẹp Green để tư vấn thiết kế cho gia đình. Thì hôm nay chúng tôi cảm ơn anh Lộc đã tin tưởng nhà đẹp Green đã lựa chọn chúng tôi để chúng tôi đến khảo sát đất cũng như lên phương án thiết kế cho gia đình anh. Đây là công tác chúng tôi đang triển khai về công tác đo thửa đất cho gia đình anh. Đây là bộ phận trách đạc. Gia đình anh đất rất rộng thì được chia ra làm hai, có hai anh em trai. Đấy, anh Nguyễn Lộc. Quý anh chị nào khu vực Bắc Giang, Lục Nam này cần thiết kế thì liên hệ ngay với chúng tôi nhé. Theo số điện thoại là 0386 325 566. Đứng ngoài dí cái gương vào được mà. Đứng ngoài dí cái gương kiểu này này. Cho cao hoặc dí cái gương vào. Đấy, dí vào là được. Đây, không phải chui vào đâu, dí vào là được. Dí cái đầu gương vào ấy. Dí cái đầu gương đây. Đây đúng rồi. Rồi dọi xuống là được, dí vào là được. Thấp xuống đây. Để ý cái lá của nó không là nó không bắt được. Thấp xuống tí. À cao được tí, cao tí. Nó nằm trong rồi à. Đây là khu vực cửa. À, chết chân được không? Có dí chết chân được không? Dí chết chân được không? Dí chết chân đấy. Vướng nó, vướng ná đâu. Cái chỗ nào vướng quá lấy cái dao phạt nó qua đi. Phạt qua để vướng ná. Quý anh chị nào mà sắp xây nhà nhé, hoặc là người thân xây nhà thì liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại là 0386 325 566. Chúng tôi bố trí những cán bộ kỹ sư có kinh nghiệm lâu năm đến khảo sát cũng như tư vấn cho gia đình. Chào anh Dương Đức Cường. Vướng cái chỗ, vướng ấy, gạt đi cái. Đây. Không, cái lá, vướng ấy, chiều ơi, này là chỗ sau khi khảo sát này chúng tôi sẽ bay flycam lên để chúng tôi đo cái chụp cái hiện trạng đất. Cái căn cứ vào cái công tác khảo sát này chúng tôi sẽ lên được cái kích thước đất để từ đó mà triển khai về cái công tác thiết kế cho gia đình đảm bảo được cái phù hợp công năng cũng như là cái diện tích của khu đất. Trên đây là một số cái chia sẻ của công ty thiết kế nhà đẹp Green hôm nay đến khảo sát hiện trạng đất và tư vấn thiết kế cho gia đình nhà anh Nguyễn Văn Lộc ở thôn Hà Mỹ, xã Chu Điện, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Thì quý anh chị nào sắp tới xây nhà cũng như người thân thì liên hệ ngay với chúng tôi nhé. Theo số điện thoại là 0386 325 566.
Vâng, xin cảm ơn. Cho bà phát đi, anh thấy mà.